cho cả nhà đến với kênh Vima Bangkok. Thì hôm nay là Huy có một cái clip, đáng lẽ là Huy sẽ nói liền, thông thường là sẽ nói liền, nhưng mà trải qua một cái thời gian đó, để mình lo lắng xuống một chút rồi mình mới trả lời những cái mà quá sức tưởng tượng. Thì có những cái thì mình nên bỏ qua luôn, nhưng có những cái mình nói là để cho mọi người biết hiện tại bây giờ, là không phải Huy nói lại là để Huy cho hả giận, mà Huy nói lại để cho mọi người biết. Cái môi nó tái quá, cho Huy chút. Hả giận mà là để cho mọi người biết là trong cái thời buổi hiện nay, một cái tình trạng gọi là bạo lực mạng. Bạo lực mạng có nghĩa là người ta sẽ dùng những cái lời nói để người ta công kích người khác. Và Huy đã, cái bạn này là đã một thời gian comment rất là nhiều thứ, giống như là Huy không hiểu là vì sao người ta ghét mình đến cái mức độ như vậy. Giống như là nếu không biết là nếu người ta gặp mình gọi là bạo lực mạng, chứ không biết có ghét đến mức mà thí dụ mà có gặp Huy ở ngoài, không biết có cầm cái búa đập cái đầu Huy chết hay không luôn á. Huy nghĩ là như vậy luôn á. Nhưng mà nếu có đập đầu Huy chết thì Huy cũng im lặng để Huy chết luôn hay sao, hay là Huy sẽ la lên một cái á nói, để hoặc là làm một cái clip là bị đập cái đầu để cho mọi người biết là trong cái xã hội hiện nay là ngoài cái hiện tượng mà đập cái đầu ở ngoài là khiến người ta chết, mà còn có cái hiện tượng là bằng những cái lời nói quá trời ghê, rất là nhiều luôn cái bạn này nè mọi người đó. Nhưng mà Huy đã, hiện nay Huy đã ẩn những cái người mà quá công kích quá đáng, Huy sẽ ẩn luôn mọi người. Và cái bạn này, bạn sẽ comment gần đây nhất á, là bạn comment như thế này nè mọi người. Trong cái clip mà Huy bấm bụng mua 6 cái quần Thái Lan tặng bạn bè để có kỷ niệm vui vẻ chứ không vui quá đó, ý là cái tích của Huy là vậy á. Nhưng mà bạn comment là như vậy nè: mày cho người ta một thì người ta cũng trả mày lại hai, thậm chí là 10. Ghi cái tiêu đề là bấm bụng nghe thấy ghét. Thứ nhất là nếu một người bình thường khôn ngoan á, thì người ta khi người ta tức giận á, là người ta sẽ tùy trường hợp, có người là chịu được, có người không chịu được. Còn cái bạn này á, bạn xưng mình là mày á, thì mình cũng xưng lại là với bạn á, nếu mà ai mà coi mà hiểu biết á, có những cái người ta tức giận khi người ta không hiểu chuyện thì người ta nhìn vô người ta thấy mình thấy ghét. Chứ thiệt ra mình nói trước nha mọi người, mình nói trước với mọi người là giờ thí dụ mà Huy kêu cái bạn này là mày á, mày kêu tao là mày thì tao kêu lại là mày, là mày được chưa, mày biết chuyện gì của tao không mà mày nói đó. Ý ví dụ là như vậy á, thì những cái người không hiểu chuyện thì người ta sẽ nhìn vô người ta thấy Huy là người ta tưởng là mình là cũng dữ dội lắm. Nhưng mà thiệt ra trong cuộc sống này á, để mà tồn tại á, hoặc là để mà có thể trụ vững một số thứ á, thì chắc hiền là mới được. Ai cũng phải có một cái gì đó. Nhưng mà miễn chưa có làm hại gì ai thôi. Ai mà hồi giờ Huy đã nói từ đầu, Huy không có hiền. Mày kêu tao bằng mày thì tao kêu mày là bằng mày, được chưa? Giờ thứ nhất đó là vậy đó. Cái bạn này khi mà bấm vào là sẽ hiện ra rất là nhiều vai tâm thần, không cần diễn vì vẫn giống mà ta. Rồi comment Huy hắc khùng quá trời nè. Xong những cái video, những cái comment sẽ hiện ra hết. Chắc tại diễn nó không giống, chứ Huy bình thường là giống tâm thần. Và rất là nhiều comment khác nó hiện lên là giống như là hồi trước thì nói tự tử, còn bây giờ thì sao. Ý là ủa, rất là nhiều mọi người, nói chung là người ta muốn, người ta nói hồi gì á, ủa chứ hồi trước tự tử vậy là giờ là muốn tôi là tự tử luôn hay sao, hay sao, hay là muốn tôi ăn mì gói qua luôn hay sao, không cho tôi được gì hả.
ơi, mình lạy bạn, phải gọi là lạy bạn, mình đã ẩn những cái clip đó rồi và bạn không biết chuyện thì bạn đừng có nói. Và bạn có biết tại sao tôi nói chữ bấm bụng không? Thật ra cái clip thật ra nếu mà Huy làm clip này á, mà để hay hơn á, thì giống như là để cho mình đúng hoàn toàn hay là gì á, thì mình gọi cho bạn bè mình để cho mọi người biết là Huy gặp bạn bè mình, hay là bạn bè là đi kiếm Huy không, còn không được tới nhà gõ cửa rồi Huy chửi thẳng bạn bè Huy luôn. Huy không có nói những cái chuyện này lên, nhưng mà tại vì Huy quay với bạn Huy đều có nói cho mọi người biết trước, mà Huy cũng không nói là Huy giận ai hay là gì hết, nhưng mà có biết chuyện của người ta không mà nói cái chuyện cái quần mua bấm bụng mua cái quần thì là vì sao? Là vì Huy không gặp bạn bè qua kiếm Huy rồi Huy đập cửa nhà Huy có này nọ, là Huy đã sợ, là Huy đã ở một mình là Huy sợ rồi, còn vô gõ đập cửa rồi mở khói, có là Huy chửi thẳng luôn bạn bè, chứ không có ở chuyện mà nể cả ai đâu, ngay cả bạn bè của mình. Cho nên là cái chuyện ở mình mà mua cho ai mà một cái gì ở là ở bạn bè của Huy, là Huy được khuyên là đừng có phải tặng cho ai là một cái gì đó, là phải được lại một cái gì đó khác. Bạn bè của Huy ai cũng biết tính Huy đó, cho nên nó hỏi là khán giả có tặng Huy như này hồi xưa này nọ, mình chưa có nhiều kinh nghiệm, mình nhận bây giờ ai có nói với mình gì là tặng gì cho mình hả, hoặc là cái gì đó, hoặc là những cái người lạ mình không gặp nữa, chỉ có những cái người lỡ gặp, hoặc là những cái gì đó mình cần trả ơn thì mình, người ta liên lạc với mình thì mình gặp để mình trả ơn thôi. Chứ họ là người ta mua vé, hoặc là người ta gửi tiền, hoặc là người ta muốn tặng, muốn cái gì mà không hỏi trước, không có tôn trọng mình là mình cũng không có nhận, không có làm, không có ấy. Không biết tính người ta thì đừng có mà vô bóc xỉa hết từ cái cuộc sống. Biết bao nhiêu clip người ta đã im lặng rồi, mày vô mày nói tao mày. Mà bạn bè Huy á, là Huy không có phải lên để mà Huy không có gọi để làm phiền bạn bè Huy nữa. Tại vì bạn bè Huy nói là Huy block bạn bè Huy chết, thiệt ra giờ Huy vẫn block, Huy không có mở ra. Huy vẫn gặp là do, vậy là do Huy nghĩ là bạn Huy qua đây chơi này nọ, cũng cố gắng kiếm Huy này nọ, rồi lỡ gặp ngoài đường mà gặp người khác, xong rồi mình hay phiền hà mấy cái người bạn trai của người khác rồi đứng kéo này nọ mình gặp thôi. Với lại mình thấy là cũng thân bạn bè cũng là tình nghĩa, còn hơn là những cái người lạ người ta kêu mình là mày cho lại một là lấy lại 10 á, lấy lại gì dữ vậy, lấy lại một thôi, chúng ta cũng cần hai nữa. Mà thiệt ra nói lại vậy thôi chứ tôi mà cho ai cái gì là tôi không có lấy. Mà bấm bụng là vì sao? Là vì cái, những cái người bồ hay là bạn trai gì của những cái người bạn mà không có thân á, thì người ta mua vé cho mình vô cái chỗ kia, thì mình bấm bụng là mình mua lại cho cái người bạn trai đó. Tại vì người bạn trai đó đâu có thân, mình đâu phải bạn trai của người ta, mình mua đồ trang chi, mình đâu có cần lại đâu, bấm bụng làm gì. Bạn kiếm con gặp bấm bụng mua lại, lấy một là lấy 10 lấy chi. Mình mà được cái gì mình khoe, mình kể lên cho mọi người biết, mình khoe bạn mình tặng mình dễ lại cái này nọ, cái vô nó đòi lấy lại 10. Giờ là không có dám gặp ai luôn á, tại vì thứ nhất là không có rảnh. Đâu phải tự nhiên mình làm YouTube là mình có nhiệm vụ là mình phải trả lời hết, là cũng không có nhiệm vụ đó, là thứ nhất. Thứ hai, nếu mà Huy biết Huy trả lời, còn có những cái Huy không có rành thì không dám trả lời mà công đổ thừa, là thứ nhất. Còn thứ hai là gặp mặt là quá sợ, tại vì mỗi người mỗi tính là không có biết được. Nhiều khi á, người ta không thích mình mà người ta không nói, người ta thấy ví dụ mọi người ta nói Huy sang ăn uống cà phê, ví dụ 1.2 triệu mua 1 triệu cà phê, mua 1.2 triệu rồi chửi lên chửi xuống, hoặc là này nọ nói xài sang, rồi nói tùm lum tùm la, đâu có được. Rồi mình gặp người ta nhiều khi người ta hả, người ta thấy người ta cũng im, người ta nói này nọ chứ người ta không ấy đâu. Trời ơi, giận đi chơi sợ lắm, bắt trễ giá trễ ơ đồ,
rồi nhục mặt luôn. Ở bên đây mọi người còn đi về chứ Huy là ở bên đây bắt trả giá, rồi còn nhiều khi còn bắt Huy làm trò tiêu khiển với người khác, rồi nói cho thêm gì ý là bo thêm, trời ơi cho người ta quýnh luôn chỗ đó bo, không dám gặp ai nữa. Nói chung là có những cái rất là vui vẻ, có những người rất là tốt, nhưng để trừ cái trường hợp mà mình gặp cái sự thiệt thòi thì là hơi hạn chế luôn. Thời gian của mình là để học hành, là để cho những cái việc riêng, thí dụ những cái việc riêng của mình, thí dụ mà không có ra tiền hay là gì thì mình cũng dành thời gian đó để mình học, để sau này hoặc là gì đó, chứ đâu có thời gian đâu mà rảnh đi chơi, dẫn người ta đi chơi. Ai đâu dẫn đi chơi không mọi người, nói thẳng vậy luôn á, ai dẫn mọi người đi chơi không, dẫn đi chơi không, dẫn đi chơi mà vì sao Huy nói cái clip là dẫn, là Huy chia sẻ là Huy dẫn đi chơi là cho nếu mà có tiền là em cũng không có dẫn đi chơi, là ý là đây là cái một người rất là tình nghĩa, nếu có tiền là sao, có nghĩa là nếu mà có tiền là cũng không dẫn luôn, là vẫn gặp nhưng mà để trả ơn, hiểu không, hiểu không mọi người, hiểu không? Cái bạn gì mà cứ nói tôi là ăn một trả mười, ăn mười trả mười hai gì đó, ăn một trả một trả hai rồi trả lên mười, rồi kêu mày anh kia ảnh lại mới cay kìa mọi người, anh lung lay cay cho nên nó cay. Nói chung là ăn vô cho nói là nói vậy thôi, chứ mình vẫn phải vui vẻ mà sống. Nếu mà ai có bạo lực mạng, có bằng những cái lời nói và hành động khiến mình, vì mình đủ cách hết thì mình cũng cố gắng vượt qua. Đôi khi vượt qua không được thì mình nói lại để mình bớt cái ấy. Còn nếu mà mình giải bày không được mà người ta cũng hiểu nữa thì thôi. Còn nói bấm bụng á, giờ nói giải thích, nếu mà đã giải thích rồi giải thích cho kỹ luôn, vì sẽ dùng chữ bấm bụng thì đã nói rồi, là vì hơn hai người nhưng mà mua 6 cái thì gọi là bấm bụng, mua phải mua 6 cái luôn. Trời, giá sỉ mà người ta đâu có bán 2 cái phải bấm bụng nữa không, bấm bụng mua luôn tặng các bạn bè mình có kỷ niệm. Với lại bị nói là chơi sang cho nên ghi chữ bấm bụng để cho bớt chửi là, hiểu không? Với lại biết không? Với lại mình cũng muốn có cái kỷ niệm với bạn bè, chứ mình cũng không có gặp nhiều, ngay cả bạn bè mình cũng không có gặp nhiều. Mình mỗi người đều có một cuộc sống riêng, gặp là lâu lâu gặp thì vui. Vì sao ghi cái chữ là vui quá, không có vui quá, vui là cái gì an vậy á. Lâu lâu gặp thì ai đâu gặp, rảnh gặp hoài. Có những cái người ta gặp nhau người ta vui là do có người ta có hỗ trợ công việc cho nhau, còn mình là chẳng nghĩ gì hết. Còn nếu mà mình cứ mà thôi không nói nữa, nói tới đây thôi, 15 phút rồi. Bây giờ tạm biệt mọi người nghe. Huy rất là cảm ơn những ai mà hiểu Huy, còn ai không hiểu thì Huy cũng đã nói một lần, còn
bạn á, bạn kêu mình là mày á, thì bạn cũng coi lại bạn đi. Bạn sống sao mà bạn cứ suốt ngày bạn đeo bám Huy như vậy? Bạn đeo bám lên clip, bạn vô bạn nhìn toàn là ra lỗi của người ta rồi bạn chửi người ta như vậy. Quả báo không tới sớm rồi cũng tới muộn, nói chung là cũng không có cần phải bạn bị quả báo hay là gì hết. Mình chỉ muốn được bình yên, mình lạy bạn. Chắc là được. Và không hẹn gặp lại, bấm ẩn luôn. Vô làm nick khác, vô khác nữa thì cũng ẩn tiếp. Còn nếu bạn nói nhiều lần quá là các bạn cứ comment là mình cứ ẩn thôi. Thì ha, mình lạy bạn, phải tha cho mình luôn đi. Không thích ai thì đừng có nhìn và nói người ta hay là comment người ta nữa. Cái gì mà vô kiếm qua vậy trời.